Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF, lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu Asian Cup, tiền thân là AFF Cup 2024 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 21 tháng 5 tới đây. Theo đó, ban tổ chức đã công bố đổi tên, logo và bộ nhận diện thương hiệu cho giải đấu năm nay. Cụ thể, tên gọi của AFF Mitsubishi Electric Cup được đổi thành Asian Mitsubishi Electric Cup 2024, gọi tắt là Asian Cup 2024. Giải đấu lần thứ 15 của bóng đá Đông Nam Á sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 11 đến 21 tháng 12 với sự tham dự của 10 đội bóng. Trong đó, bộ nhận diện mới của giải đấu năm nay được công bố là một chiếc cúp với biểu tượng 5 hạt gạo sao nhau với các màu sắc. Logo mới của giải đấu được thiết kế theo 5 màu sắc chung. Đó là màu các lá cờ khác nhau của các quốc gia ASEAN, tượng trưng cho sự đoàn kết, gắn bó của 12 hiệp hội thành viên AFF. Hiện tại, tuyển Thái Lan đang là nhà đương kim vô địch của giải sau khi đánh bại tuyển Việt Nam do huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt trong hai lượt trận chung kết AFF Cup 2022. Theo như quy định, tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam sẽ là hai hạt giống số 1 của giải, không nằm chung bảng với nhau. Trước khi tham dự Asian Cup 2024 vào cuối năm, tuyển Việt Nam còn có nhiệm vụ khó khăn hơn trong tháng 3 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 với hai trận đấu gặp tuyển Indonesia. Sự kiến tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 12 tháng 3 tại Hà Nội sau khi lượt đi V-League 2023-2024 kết thúc.